nhìn năm con bò béo buồn cười kìa. Năm bò béo to trên giường chung nhây ở đây, một ngã lăn té ngã đập đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và thế là bác sĩ la: bò béo to không được nhảy trên giường. Ba bò béo to trên giường chung nhây ở đây, một ngã lăn té ngã đập đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và thế là bác sĩ la: bò béo to không được nhảy trên giường. Cho và thế là bác sĩ là bò béo to không được nhảy trên giường. Một bò béo to trên giường chung nhây ở đây, và ngã lăn té ngã đập đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và thế là bác sĩ là bò béo ơi. Yeah.